Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất ngày hôm nay. Nếu bạn là người mới đến với kênh xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá lúa gạo mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Giá lúa ngày hôm nay, giao dịch lúa mới tiếp tục chậm, giá lúa có xu hướng giảm. Giá heo hơi hôm nay đã tăng diễn ra trên diện rộng với mức tăng cao nhất 2.000 đồng trên kg. Gạo Việt nghỉ Tết sớm, gạo Thái tăng tốc. Thị trường gạo Việt Nam trầm lắng, giá gạo xuất khẩu ổn định mức 652 đô la Mỹ trên 1 tấn, trong khi gạo xuất khẩu của Thái Lan vẫn tiếp tục tăng và đạt mức 669 đô la Mỹ trên 1 tấn. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 1 năm 2024, cả nước xuất khẩu 194.074 tấn gạo, kim ngạch đạt 135 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ 2023, lượng gạo xuất khẩu giảm gần 32.000 tấn. Tuy nhiên, kim ngạch tăng 18% tương đương gần 20 triệu đô la Mỹ. Theo một số doanh nghiệp, vào thời điểm này năm ngoái đang kỳ nghỉ Tết, nhưng năm nay vẫn còn đến 2 tuần nữa mới đến Tết, cho thấy mức sụt giảm là đáng kể. Việc xuất khẩu trong kỳ đầu tiên tháng 1 giảm là do lượng gạo hàng hóa ít, cũng như không có tồn kho từ năm trước chuyển sang như thường lệ, vì năm 2023 Việt Nam đã xuất khẩu đến 8,1 triệu tấn. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nhiều tuần qua duy trì mức 652 đô la Mỹ trên 1 tấn. Theo các doanh nghiệp, hiện tại lượng gạo hàng hóa trong dân ít nên các doanh nghiệp không dám ký hợp đồng mới, mà chỉ tập trung làm hàng phục vụ thị trường Tết ở nội địa và trả nợ các hợp đồng cũ. Thị trường lúa gạo sẽ sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đó cũng là thời điểm vào đợt thu hoạch rộ lúa đông xuân, vụ lúa lớn nhất trong năm. Tại thị trường đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo những ngày qua liên tục giảm 100-200 đồng trên kg. Trong khi thị trường Việt Nam tạm hết hàng, nghỉ Tết sớm thì 2 tuần qua gạo Thái Lan liên tục tăng giá. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, tuần rồi giá gạo Thái Lan tăng 22 đô la Mỹ lên mốc lịch sử 668 đô la Mỹ trên 1 tấn. Cập nhật mới nhất vào chiều nay, giá gạo Thái Lan đồng loạt tăng thêm 1 đô la Mỹ trên 1 tấn so với tuần trước, ngoại trừ gạo Hong Mali cũ tăng tới 17 đô la Mỹ lên 954 đô la Mỹ trên 1 tấn. Cụ thể, gạo 5% lên mức 669 đô la Mỹ trên 1 tấn, như vậy 2 tuần qua tổng mức tăng là 23 đô la Mỹ trên 1 tấn. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 1 năm qua, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan vượt qua gạo cùng phẩm cấp của Việt Nam, với khoảng cách lên tới 17 đô la Mỹ trên 1 tấn. Gạo Thái Lan tăng giá mạnh trong thời gian qua ngoài yếu tố Việt Nam nghỉ Tết sớm, thì gần đây cơ quan lương thực quốc gia Indonesia thông báo mời thầu 500.000 tấn gạo trắng 5% tấm. Thời gian chào hàng đến ngày 29 tháng 1 và thời gian giao hàng vào tháng 2 đến tháng 3 năm 2024. Giá lúa ngày hôm nay, giao dịch lúa mới tiếp tục chậm, giá lúa có xu hướng giảm. Giá lúa cắt sau Tết. Giá lúa IR50404 ở mức 8.300 đến 8.400 đồng trên kg, lúa cắt giữa tháng 2 tại Cần Thơ, Kiên Giang. Giá lúa IR50404 ở mức 8.000 đến 8.200 đồng trên kg, lúa cắt tháng 3 tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp. Một số nông dân chào nhưng bạn hàng chưa dám mua do giá gạo đang giảm. Giá lúa OM380 ở mức 8.000 đến 8.100 đồng trên kg, lúa cắt tháng 3 tại Cờ Đỏ, Cần Thơ, giao dịch chậm. Giá lúa OM5451 ở mức 8.200 đến 8.400 đồng trên kg, lượng có ít tại Tháp 10 Đồng Tháp, Cần Thơ, lúa cắt cuối tháng 2 đầu tháng 3, giao dịch ít. Giá lúa Đài Thơm 8 ở mức 8.500 đến 8.600 đồng trên kg, lúa cắt khoảng ngày 15 đến ngày 20 tháng 1 âm lịch tại Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, chào bán nhiều, giao dịch chậm do giá gạo đang giảm, nhiều thương lái và nhà máy ngưng mua. Tại Tân Hồng Đồng Tháp giá chào cao mức 8.700 đến 8.900 đồng trên kg, nhưng ít người mua. Tại Cần Thơ, nông dân chào bán lúa cắt cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 mức 8.800 đồng trên kg nhưng không ai mua. Giá lúa OM18 ở mức 8.400 đến 8.600 đồng trên kg, lúa cắt cuối tháng 2 đầu tháng 3, bạn hàng ngưng mua nhiều. Giá lúa nếp Long An ở mức 8.000 đến 8.100 đồng trên kg, tại Tân Hồng Đồng Tháp, lúa cắt cuối tháng 2 đầu tháng 3. Giá lúa gần ngày cắt, lúa 1 đến 2 tuần nữa cắt. Giá lúa IR50404 ở mức 9.100 đến 9.200 đồng trên kg, lúa 1 đến 2 tuần nữa cắt, giao dịch chậm, thương lái ngưng mua nhiều. Giá lúa OM5451 ở mức 9.200 đến 9.300 đồng trên kg, lúa 1 đến 2 tuần nữa cắt tại Tháp 10, Cao Lãnh Đồng Tháp. Bạn hàng ngưng mua, nông dân chào giá giảm lại. Giá lúa Đài Thơm 8 ở mức 9.300 đến 9.500 đồng trên kg, lúa 7 đến 10 ngày nữa cắt tại Tháp 10 Đồng Tháp, lúa cắt sớm có ít, lượng không nhiều, chủ yếu cọc trước.
Giao dịch hiện tại ngưng trệ, một số thương lái xin bớt để cắt lúa xuống còn 9.200 đến 9.300 đồng trên kg. Giá lúa Đài Thơm 8 và lúa OM18 ở mức 9.000 đồng trên kg lúa cắt ngay tại Sóc Trăng, ít người mua. Giá lúa ST24 ở mức 9.500 đồng trên kg lúa cắt ngay tại Sóc Trăng, giao dịch chậm, ít người mua. Giá lúa nếp Long An ở mức 8.100 đến 8.150 đồng trên kg, tùy đồng tại Đồng Tháp, nguồn có ít, giá vững, nhu cầu chậm. Cập nhật giá gạo An Giang, giao dịch mua bán chậm, giá gạo nguyên liệu trắng kho tiếp tục cho giá giảm, ít kho mua, nhà máy kho bán dù lượng không có nhiều. Giá gạo nguyên liệu xô tại nền. Gạo OM38 không có giá 12.550 đến 12.600 đồng trên kg. Gạo OM545 một việt có giá 12.900 đến 13.000 đồng trên kg. Gạo OM545 một Campuchia có giá 12.900 đến 12.950 đồng trên kg. Gạo Đài Thơm 8 và OM18 thu đông có giá 13.250 đến 13.350 đồng trên kg. Tấm Đài Thơm 8 và OM18 có giá 11.700 đến 11.900 đồng trên kg. Cam hỗn hợp có giá 6.400 đến 6.500 đồng trên kg. Cam ướt có giá 6.550 đến 6.600 đồng trên kg. Cập nhật giá gạo An Cư, giá giảm so với hôm qua, kho mua ít, lựa mặt kỹ. Giá gạo nguyên liệu xô kênh gạo chợ. Gạo OM5451 có giá 13.100 đến 13.200 đồng trên kg, gạo chất lượng trung bình. Gạo OM5451 có giá 13.200 đến 13.300 đồng trên kg, gạo đẹp. Gạo OM18 và Đài Thơm 8 có giá 13.400 đến 13.500 đồng trên kg, gạo chất lượng trung bình đến khá. Gạo OM18 và Đài Thơm 8 có giá 13.500 đến 13.700 đồng trên kg, gạo đẹp. Gạo ST24 có giá 16.500 đến 17.000 đồng trên kg. Gạo Japonica có giá 13.000 đồng trên kg. Gạo Sóc Lẫn có giá 11.300 đến 11.500 đồng trên kg. Gạo Sóc Rượu có giá 10.800 đến 11.000 đồng trên kg. Gạo Sóc Nàng Khon có giá 12.300 đến 12.500 đồng trên kg. Cập nhật giá gạo nguyên liệu Lức Kiên Giang, giao dịch gạo vẫn chậm, một số kho chỉ chạy ít lúa gạo giữ máy, chưa mùa mới. Giá gạo nguyên liệu xô. Gạo IR50404 có giá 12.600 đến 12.700 đồng trên kg. Gạo OM5451 có giá 12.800 đến 12.900 đồng trên kg, gạo gãy, sọc lưng. Gạo OM5451 có giá 13.000 đồng trên kg, gạo trung trùng đến đẹp. Gạo Đài Thơm 8 và OM18 có giá 13.200 đến 13.400 đồng trên kg. Gạo Japonica có giá 12.700 đến 12.800 đồng trên kg. Cập nhật giá gạo nguyên liệu Lức Sa Đéc kênh gạo chợ, gạo nguyên liệu về ít, giá gạo các loại kho cho giá mua giảm nhẹ. Giá gạo nguyên liệu xô kênh gạo chợ. Gạo IR50404 Việt có giá 12.700 đến 12.750 đồng trên kg. Gạo IR50404 Campuchia có giá 12.650 đến 12.700 đồng trên kg. Gạo OM38 không có giá 12.600 đến 12.650 đồng trên kg. Gạo tròn có giá 12.600 đến 12.700 đồng trên kg. Gạo OM5451 Campuchia có giá 12.900 đến 12.950 đồng trên kg. Gạo OM5451 Việt có giá 12.900 đến 13.000 đồng trên kg. Gạo OM18 có giá 13.500 đến 13.600 đồng trên kg. Gạo vùng biển đẹp. Gạo Đài Thơm 8 có giá 13.600 đến 13.700 đồng trên kg. Gạo có ít về từ vùng biển, vuông tôm, chất lượng đẹp. Gạo OM18 và Đài Thơm 8 có giá 13.200 đến 13.300 đồng trên kg, gạo xấu, gãy, đục. Gạo Japonica có giá 12.900 đến 13.000 đồng trên kg. Gạo ST21 có giá 14.800 đến 15.000 đồng trên kg. Gạo ST24 có giá 15.500 đến 16.000 đồng trên kg. Gạo Sóc Lẫn có giá 11.300 đến 11.400 đồng trên kg. Gạo Sóc Rượu có giá 10.800 đến 11.000 đồng trên kg. Gạo Sóc Nàng Khon có giá 12.200 đến 12.300 đồng trên kg. Tấm một ngang có giá 11.200 đến 11.300 đồng trên kg. Tấm hai ngang có giá 10.400 đến 10.500 đồng trên kg. Cập nhật giá gạo nguyên liệu Lức Lấp Vò, nguồn về Lai Dài. Lượng ít kho mua vào ít, lựa mặt, một số không mua. Cho giá thấp các loại, giá giảm tùy loại so với qua. Giá gạo nguyên liệu xô tại nền. Gạo OM38 không có giá 12.550 đến 12.600 đồng trên kg. Gạo IR50404 có giá 12.600 đến 12.750 đồng trên kg.
Gạo UM545 của Campuchia có giá 13.000 đến 13.500 đồng trên kg. Gạo UM18 và Đài Thơm 8 có giá 13.150 đến 13.300 đồng trên kg. Gạo Sóc Đỏ có giá 10.900 đến 11.000 đồng trên kg. Gạo Sóc Nàng Khon có giá 11.950 đến 12.100 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay đã tăng diễn ra trên diện rộng với mức tăng cao nhất 2.000 đồng trên kg. Giá heo hơi bình quân cả nước 54.600 đồng trên kg. Tại thị trường Trung Quốc cũng tăng 2.000 đồng lên mức 51.000 đồng trên kg. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng heo về nhà máy trong những ngày qua ổn định khoảng 5.800 con trên một ngày. Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối dao động quanh mốc 70.000 đồng trên kg. Giá thịt heo phổ biến như thịt ba dọi 105.000 đồng trên kg, sườn non từ 150.000 đồng trên kg, sườn già 99.000 đồng trên kg, nạc vai và đùi khoảng 95.000 đồng trên kg, chân giò rút xương 97.000 đồng trên kg, ba dọi rút xương 163.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng trở lại từ 1.000 đến 2.000 đồng trên kg và dao động trong khoảng 56.000 đến 57.000 đồng trên kg. Theo đó, sau khi cùng tăng hai giá, thương lái tại Thái Nguyên, Hà Nội cùng thu mua heo hơi lên mức 57.000 đồng trên kg. Cùng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng trên kg, giá heo hơi hôm nay tại Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình cùng lên mức 57.000 đồng trên kg, ngang bằng với Bắc Giang, Yên Bái, Hà Nam, Ninh Bình. Còn tại Tuyên Quang, sau khi tăng một giá, đưa heo hơi tại địa phương này lên mức 56.000 đồng trên kg, ngang bằng với Lào Cai, Nam Định, Vĩnh Phúc. Giá heo hơi mới nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tại khu vực này, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ trên diện rộng và dao động trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Theo đó, sau khi cùng tăng một giá đưa heo hơi tại Thanh Hóa lên mức 55.000 đồng trên kg, ngang bằng với Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Cùng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng trên kg, giá heo hơi tại Quảng Bình, Quảng Nam cùng lên mức 53.000 đồng trên kg, ngang bằng với Quảng Trị. Còn tại Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, sau khi tăng một giá, thương lái tại các địa phương này thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng trên kg, ngang bằng với Ninh Thuận. Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động mới về giá, trong đó mức giá cao nhất khu vực 56.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Nghệ An, Bình Thuận. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 52.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Quảng Ngãi. Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay tăng trong phạm vi rộng và dao động trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Theo đó, tại Vĩnh Long, sau khi tăng hai giá, thương lái tại địa phương này thu mua heo hơi với giá 55.000 đồng trên kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Bình Dương sau khi thương lái tăng giá thu mua 1.000 đồng trên kg so với ngày trước đó. Sau khi tăng 2.000 đồng trên kg, đưa giá heo hơi tại Long An, Cần Thơ cùng lên mức 54.000 đồng trên kg, ngang bằng với Kiên Giang. Sau khi tăng một giá, tại Cà Mau, heo hơi đang được thu mua với giá 53.000 đồng trên kg, ngang bằng với Hậu Giang, Sóc Trăng. Cùng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng trên kg, thương lái tại Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu cùng thu mua heo hơi với giá 52.000 đồng trên kg, ngang bằng với Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó mức giá cao nhất khu vực 56.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Vũng Tàu, Đồng Nai. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.